Đôi giày này đẹp thật đấy. Hai mẹ con mua giày nào? Đây ạ, cháu bé thích đôi giày này ạ. Nhưng đôi giày này đắt lắm cháu ạ. Đắt là như thế nào hả chú? Phải 300.000 cơ cháu ơi. Mẹ, con đi đâu vậy? Mẹ đi thử đôi giày xem có vừa không? Sao con lại mua giày đâu? Ơ, đôi giày của con. Em đã dùng đôi giày đấy để gửi cho mẹ một đôi giày này. Nhưng mà đôi giày con thích mà. Không sao mẹ ơi. Chào con gái. Chào mẹ. Mẹ vừa đi làm về. Thế nào, con chuẩn bị sách xong chưa con? Mẹ à, có đầy đủ sách không con? À thế à? Ba lô đủ đồ dùng học tập rồi đúng không? Thế là đủ rồi. Con ơi, bây giờ mình cất sách đi nhá. Mẹ sẽ dẫn con đi mua một đôi giày mới để chuẩn bị cho năm học mới được không? Nhưng mẹ ơi. Sao con? Đôi dép này vẫn dùng được mà. Không sao đâu, mẹ sẽ mua cho con một đôi giày búp bê thật mới nhé, để đi học giống như các bạn được không? Mẹ ơi, con xin mượn một đôi giày nó có đầy ngọc trai ở trên biển à, giống như của nhà bạn Vân ở bên cạnh đúng không con? Được, chúng mình sẽ đi mua nhé. Nào, hai mẹ con mình đi, để sách vào trong nhà rồi chúng mình đi nào. Nhưng mà có sợ ai lấy không? Không con, để đôi giày lên màu gì hả con? Không. À, được rồi, ta lại tạp tay mẹ dẫn con đi mua nhé. À, đúng rồi, đây là con hàng giày rồi, con nhìn xem có đôi giày con thích không? Sao? Nhưng mà lại không có đôi giày búp bê này. À, có màu hồng đúng không? Có ngọc trai này. Ô, thế hai mẹ con tìm đôi giày như thế nào? Ở đây chú rất có rất nhiều loại giày này. Chú ơi, con thích một đôi giày màu hồng mà có nhiều ngọc trai đấy chú. Ui, đôi giày đấy thì đắt lắm. Chú không dám lấy về để bán đâu. Chú ơi, đắt là như thế nào? Đồ đắt lắm cháu ạ. Thôi con ơi, không sao đâu, mẹ sẽ đưa con lên chợ huyện mua nhé. Nhất định mẹ sẽ mua cho con đôi giày đấy nhé. Con thích đôi giày đấy lắm đúng không? Mẹ đến phố huyện kia rồi kìa. Con đi xa có mệt không? Chứ có nhé, mình sẽ mua được đôi giày mà con thích nhất. Mẹ không biết là đôi giày đấy đẹp như thế nào nhưng mà con... Mẹ chưa là đúng cơ, đôi giày con đúng, con nói này. À đây hả, đây là đôi giày con thích đây hả? Đôi giày này đẹp thật đấy. Hai mẹ con mua giày nào? Đây ạ, cháu bé thích đôi giày này ạ. Nhưng đôi giày này đắt lắm cháu ạ. Đắt là như thế nào hả chú? Phải 300.000 cơ cháu ơi. Không sao đâu, anh ơi, anh gói cho tôi đôi giày này vào cho con bé là được. Mẹ ơi, con thích đi luôn cơ. Thế con đi nhá. Đây, cô lấy cho cháu đi đi. Đấy, đi thử xem vừa không nào. Wow, vừa in luôn con. Wow, đẹp quá. Đôi giày xinh quá. Đúng là con gái mẹ có mắt thẩm mỹ lắm. Rồi, chú ơi, tôi gửi tiền chú đây. Chú ơi, con cầm nào. Để mẹ giả tiền nhé. Anh ơi, tôi gửi anh nhé. Tôi xin nhé. Rồi, thích không con? Chào hai mẹ con nhé. Vâng ạ, chào anh ạ. Chúng ta đi thôi. Thế con mua đôi dép con có thích không? Đấy, con vui là mẹ cũng vui rồi. Mẹ tuột dép. Mẹ cảm ơn chị em nhắn con nhé. Mẹ cảm ơn con. Con giúp 100.000 con mua cho mẹ một đôi. Thì ra cách rồi. Mẹ, chờ con một chút để con đi một tí là con về ngay nhé. Con đi đâu vậy? Con đi đổi chiếc ghế mà. Con đi đâu đấy? Mẹ, con đi đâu vậy? Mẹ đi thử đôi giày xem có vừa không? Sao con lại mua giày đâu? Đôi giày của con. Con đã dùng đôi giày đấy để gửi cho mẹ một đôi giày này. Nhưng mà đôi giày con thích mà. Không sao mẹ ơi. Đôi này, nhưng mà đôi này không xinh bằng đôi đấy mà con. Không sao. Mẹ cảm ơn con nhá. Ôi, đôi giày mẹ đi vừa in luôn. Con gái của mẹ cảm ơn con. Xin chào tất cả các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.